Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Vừa rồi mấy cái video tôi quay gửi tới cho quý vị và các bạn những hình ảnh mà ở trong nhà Bác Nha, hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long, thì video này tôi lại gửi tới cho quý vị và các bạn một số các cái cây ở ngoài vườn hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long đây. Hôm nay anh em đã mang tới đây rất là nhiều những cái cây. Đây, giới thiệu với toàn thể quý vị, đây là cây tùng kim cương. Này có hoành 20. Hoành 20. Hoành 20. Cao 65. Rộng 90. Vâng. Cái này báo anh em 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu cây tùng kim cương. Cái sung ba thân nhá. À cái sung một hoành 90 này. Hoành 90. Cao 90. Cao 90 à anh? Vâng, rộng mét 4. Báo anh em 4 triệu. 4 triệu. Cái sung 4 triệu quá rẻ đúng không quý vị? Đây, giới thiệu với quý vị, đây là cây thông Nhật Bản. Hơi ồn, anh Hiệp đọc cho anh em đi. Đây là cây thông đen Nhật Bản nhé. Vâng. Cây này có cái hoành là 35. Hoành 35. Chiều cao là 37. Vâng. Tàn là 50. Cây này báo anh em 12 triệu. 12 triệu. 12 triệu nhé quý vị nhé. Quý vị có nhu cầu thì alo anh Hiệp ạ, 0399903128 ạ. Một cây thông đen Nhật Bản rất đẹp. Là ra anh em nó vừa sửa. Mười hai triệu anh. Cái linh sam này. Sam này là sam gì anh? Sam 86. Nhưng mà sang trắng hồng ấy nhá. Sam 86 cái gì ạ? Đột biến này. Màu trắng hồng đột biến. Hoành là 17. Hoành 17. Cao 45. Tán 60. Cái này báo với anh em là 2 triệu. 2 triệu cây sam rẻ như cho. Quý vị liên hệ anh Hiệp này, 0399903128. Tiếp theo gửi tới cho quý vị. Đây là cây Nguyệt Quế. Nguyệt Quế không anh? Hoa Nguyệt Quế đấy, đã xoắn bông trùng đấy. Nguyệt Quế. Cây này hoành là 32. Hoành 32. Cao 47. Cao 47, tàn 75. Cây này báo anh em 13 triệu. 13 triệu quý vị ạ. Và các bạn ưng liên hệ anh Hiệp 0399903128 ạ. Ok anh. Về đằng kia quay. À về đằng kia đo. Em quay đằng này cho nó sáng. Cây này là cây mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy nụn nực này. Đo cho anh em nhé. Cây này có cái hoành là 48. Hoành 48. 48. Chiều cao là 28. Cao 28. Tàn là 50. Báo với anh em cây này là 9 triệu. 9 triệu quý vị ạ. Tiếp theo gửi tới cho quý vị. Cây này là cây sam hả? Cây này cây linh sam. Hoành là được 18. Cao từ dưới đáy chậu lên là được 43. Tàn là được 35. Cây này báo anh em là 4 triệu rưỡi. 4,5 triệu. Nhiều cái chậu đã hàng triệu rồi nhỉ.
Đây là cây đỗ nguyên Nhật. Nhật Bản. Này là hoành là 30. Cao là 50. Tàn rộng là 60. Cây này quay kỹ cho anh em ạ. Cây này là 30 triệu. Cây này hoa hai màu. Trắng hồng. Mùa này là ra hoa em quý vị ạ. Ra hoa vào mùa gần Tết đấy. Đỗ quyên thường thường là mọi người chơi mùa gần Tết mà. Đây giới thiệu với toàn thể quý vị là cây mai chiếu thủy. Đây là cụm rừng mai chiếu thủy nhá. Đo cho anh em toàn bộ cái cụm rừng này. Đo cho anh em cái cụm rừng này của nó. Cụm rừng này là 1m1. Vâng. 1,1m. Cao là 44. Vâng. Tàn bay là 80. Quay mặt trước mặt sau bự này là báo anh em là 22 triệu. 22 triệu. Cái này đẹp quá. 22 củ khoai nhá, quý vị nhá. Đấy, quý vị ưng thì liên hệ anh Hiệp. 0399903128 ạ. Ok anh. Tiếp một cây mai chiếu thủy nữa. Đây là cây lá lớn này. Mai chiếu thủy. Nu da đen lá lớn. U cục này. Chính xác là được 48. Vâng. Cao được 54. Vâng. Đàn được 70. Đây, cây này rất đẹp này. Mày quay kỹ vào cho anh em này. Ê, báo giá anh. Cây này báo anh em 18 triệu, cứ quay kỹ đi. Alo. 18 triệu quý vị ạ. Vâng. Cái thùng cây cương nhỏ đấy không bác? Ok. Cao cao thì cây này là cây gì? Đây nha, tôi về thằng này tôi quay thích. Gốc to 5-60 phân đấy ạ. Đấy, mai chiếu thủy nu da đen là hơn cổ tay ạ. 12 triệu à? 18 triệu. Cây này hơn 6 triệu ạ. Ok. Cây này chắc thì bây giờ kinh nghiệm. Vâng. Bác ạ. Nhận được thì em alo bác. Vâng ạ, chào bác. Vâng, vâng, cảm ơn bác. Đang quay video lại có khách gọi. Tới tấp này, quý vị thấy không? Hợp tác xã bán hàng đắt như tôm tươi. Vâng. Vâng, vâng. Anh Sang đâu rồi? Tiếp anh Hiệp đi. Ra báo giá đi. Ở giời. Vâng. Cái này là cái gì anh Sang ơi? Vâng. Hả? Cái này là cái gì? Ninh Sam. Chiến đấu đi anh, cái này như nào nào? Con này đẹp đấy. Đẹp, xoay đi nào. Mini đủ lực mà. Đấy đang chia sẻ các bác rất nhiều đấy, sau rút kinh nghiệm. Vâng. Cao chỉ có 18. Tàn 40. Vâng. Rất là tuyệt vời luôn. Bao tiền cây này cái sao? Cây này 4.8 triệu. 4.8 triệu, tức là 4.8 triệu đấy. Vâng. Gọi cho anh Hiệp đúng không? Gọi anh Hiệp. 0399903128 được rồi đấy ông ơi. Đúng đúng. Đấy, cái viện đẹp quá đây. 4 triệu. Hàng đẳng cấp mà, hàng thi đấu ấy. Hàng thi đấu nữa à? Ừ. Tiếp này. Mai chiếu thủy. Ui, về mai này thì tuyệt lắm. Được thì xoay thôi. Đấy, vần vò cho anh em ngắm nó sướng. Rất là tuyệt vời. Tuyệt ở chỗ nào theo anh Sang giá cái tuyệt. Cây này nun này. Nực này, yeah. Có một chút nu à. Nu tức là già ấy. Không, cái nu, các cái nu cục này. Này là gọi là nu à. Cái này có bán không anh? Cái này có bao nhiêu chứ? Bán cái này nhiều tiền không anh? Cái này giao lưu bà con trên toàn cả nước. Cái này là 15 triệu đồng. 15 triệu đồng, vâng. Cái sang cái này bán cho anh em toàn quốc là 15 triệu đồng. Bao ship đấy. Bao ship toàn quốc.
15 triệu bao cái này khó kiếm lắm. Hàng nguyên thực này mà giá hợp lý khó lắm. Đây là một trong những sang bonsai nổi tiếng trên hội bonsai trong nước ấy. À, hội bonsai cây cảnh toàn quốc đúng không anh? Trong nước cũng đến, trong quốc tế luôn. Anh bảo này cái sao? Quá hay quý vị ạ. Ok, anh ơi, cây tiếp theo đây đi. Cái này báo giá chưa? Báo rồi, anh Sang thôi, báo. Thôi cứ tháo bỏ. Anh Sang báo rồi. Trên đâu rồi? Đây tiếp một cây nguyệt quế nữa này. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Đo cho anh em này. Hoành chỗ này là 34. 34. Cao là 45. Ok anh. Tàn rộng là 67. Ok anh. Cây này báo về anh em là 13 triệu. 13 triệu bao ship toàn quốc. Quý vị ưng thì alo anh Hiệp 0399903128. Cây này nét này nhỉ. 3 phút rồi. Nốt cây này. Đây cũng là một cây hoa nguyệt quế. Cây này có cái hoành là 40 nó một khớp. Hoành là 34. Hoành 34. Cao 44. À. Rộng 67. Cái này mà hợp tác xã mà giao lưu với anh 10 triệu. 10 triệu hả anh? 10 triệu quý vị ạ. Vâng, quý vị mà có ưng thì alo anh Hiệp ạ. Số điện thoại là 0399903128 ạ.